Chiều nay, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng và Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai có buổi làm việc và ký kết hợp tác sản xuất trao đổi chương trình. Theo chương trình hợp tác sản xuất trao đổi được ký kết trong giai đoạn 2022-2025, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng và Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai nhất trí tăng cường trao đổi thường xuyên các tin phóng sự ngắn truyền hình về các sự kiện nổi bật, các dự án phát triển kinh tế quan trọng. Kinh nghiệm mô hình phát triển kinh tế xã hội hiệu quả, nét đẹp văn hóa thiên nhiên, con người của tỉnh Lào Cai và thành phố Đà Nẵng. Các chương trình phim phóng sự tài liệu, ký sự văn hóa văn nghệ, tiếp sóng lẫn nhau các chương trình tường thuật trực tiếp về những sự kiện lớn của mỗi địa phương, hỗ trợ đối tác tìm kiếm thông tin tài liệu, nhân vật, hướng dẫn đoàn làm phim hoặc cung cấp hình ảnh tư liệu để bên đối tác thực hiện các chương trình trên địa bàn của nhau đẩy mạnh phối hợp khai thác dịch vụ quảng cáo quảng bá cung cấp miễn phí cho nhau tín hiệu kênh truyền hình trên ứng dụng xem truyền hình của phía đối tác hai bên cũng nhất trí tăng cường việc trao đổi kinh nghiệm về xây dựng cơ chế chính sách quản lý nghiệp vụ truyền thông kỹ thuật công nghệ việc ký kết hợp tác sản xuất và trao đổi chương trình lần này của đài phát thanh truyền hình đà nẵng và đài phát thanh truyền hình lào cai nhằm nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền giữa hai bên góp phần nâng cao nghiệp vụ chuyên môn nâng cao năng lực sản xuất chương trình và khả năng cộng tác giữa hai đài